Sáng nay ngày 17 tháng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng 127 kg từ châu Âu qua đường hàng không về Việt Nam để tiêu thụ. Đây là vụ buôn bán vận chuyển ma túy bằng đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, nhóm mua bán vận chuyển ma túy trong vụ án đã sử dụng tên và địa chỉ giả, dùng số SIM rác khi giao dịch hàng cấm để tránh bị phát hiện và sẵn sàng bỏ hàng, không ra nhận hàng nếu phát hiện cơ quan chức năng theo dõi. Nhóm vận chuyển giấu ma túy lẫn trong các kiện hàng sữa thực phẩm chức năng rồi gửi qua đường hàng không từ các nước như Hà Lan, Đức về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ án cùng 16 bị can, thu giữ hơn 127 kg ma túy các loại và nhiều vật chứng liên quan. Khi mà chuyển tiền thì cũng không cần phải gửi tiền mặt, mà các đối tượng chỉ cần không cần biết mặt nhau, chỉ cần giao dịch thông qua là cứ chuyển khoản qua các cái tài khoản như là tiền ảo ở trên mạng. Một điều đáng lưu ý là đường hàng không vốn được bảo mật nghiêm ngặt. Vậy mà, các đối tượng trong đường dây đã qua mặt được và vận chuyển chót lọt. Điều này cho thấy lỗ hổng trong việc kiểm soát hàng hóa đường hàng không. Rõ ràng là chuyển phát nhanh cũng đi đường không như này. Mà chúng ta phải xác định là hàng không là cái tuyến là kiểm soát rất chặt chẽ về người và đồ vật. Có những hệ thống soi chiếu thì đây là cái này là chúng ta đang phối hợp để phát hiện ra những cái sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước. Kịp thời kiến nghị với chính phủ. Ngoài đường dây ma túy trên, cách đây một tháng, ban chuyên án tiến hành khám xét kho xưởng rộng 300 m² tại thôn Xuyên Lâm, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội do Hoàng Yên Seng thuê làm kho đông lạnh, cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ. Khám xét kho hàng, C04 thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không. Bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100 gram ketamin. Tổng ma túy ketamin thu giữ tại kho hàng là 90 kg. Thế và một mặt là các đối tượng sẽ đưa vào các cái đèn led, các cái máy robot hút bụi hoặc là những cái loại khác để chuyển qua đường hàng không sang Cao Hùng, Đài Loan. Mà phần lớn thì sẽ chuyển giao đội. Sau đó thì sẽ mua dạ dày, trôi đổi và đưa vào ép chân không để sau các đối tượng sẽ tiếp tục mua thịt sạch ở một cái công ty và lấy cái kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, đóng dấu kẹp chì đưa container để đi sang Trung Quốc. Và như vậy thì cái tránh cái sự phát hiện cơ quan chức năng. Bình thường các cơ quan kiểm soát công khai mà phát hiện các container nghi vấn, thế và nếu phải cam kết, nếu không phát hiện gì mà vi phạm thì phải đền toàn bộ, bồi thường toàn bộ những cái hàng hóa đông lạnh, vì bỏ ra ngoài chỉ một thời gian ngắn là giã đông là hỏng hết. Nhưng đây cũng là rất khó khăn. Liên quan đến đường dây này, C04 đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 270 kg ketamin, đồng thời làm rõ đường dây này đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg ma túy tổng hợp. C04 đang tiếp tục phối hợp với cảnh sát Trung Quốc, Campuchia và một số nước châu Âu để tiếp tục bóc gỡ các chân rết của đường dây. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Hà Nội sẽ thực hiện phân luồng riêng đối với những người đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tại sân bay Nội Bài, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với các hành khách. Trong đó, ngày 16 tháng 6, Sở Y tế Hà Nội đã lấy 97 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và các mẫu này đều cho kết quả âm tính. Theo kế hoạch, sẽ tiếp tục lấy mẫu liên tục trong vòng 1 tuần đến 10 ngày tại sân bay Nội Bài với số lượng khoảng 1.000 mẫu. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhanh ngẫu nhiên sẽ giúp Hà Nội định hướng được công tác phòng chống dịch đối với người đi từ các tỉnh có nguy cơ về thủ đô. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện sớm ca bệnh dương tính và kịp thời có phương án xử lý. Ngoài việc xét nghiệm tại sân bay, Hà Nội cũng sẽ tổ chức xét nghiệm ở các khu cụm công nghiệp. Sau khi phát hiện ca bệnh thứ tư và thứ năm dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngay trong đêm 16 tháng 6 và rạng sáng ngày 17 tháng 6, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã nỗ lực huy động hàng trăm cán bộ y bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của 103 F1 trong tổng số hàng nghìn trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 11634, ghi nhận của phóng viên VTC14. Dù đã quá nửa đêm, tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp là F1
và hơn 6.000 trường hợp liên quan của bệnh nhân 11634. Đây là ca bệnh phức tạp nên dù vất vả nhưng các cán bộ nhân viên ngành y tế đều rất nỗ lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Hiện tại là trên địa bàn huyện Dương Châu đã có một ca dương tính, nhưng người dân chúng tôi rất tin tưởng vào đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh Nghệ An cùng như huyện Dương Châu và tin vào cán bộ và nhân dân xã Dương Thịnh, thì mong muốn là người dân là cùng chúng tay sẽ là dập dịch Covid. Sau khi nhận được lệnh về tại huyện Dương Châu thì đoàn công tác của chúng em mà từ Hà Tĩnh thì gấp rút thu xếp tư trang và chiều nay là có mặt ở Diễn Châu, cuối chiều nay là đoàn có mặt ở Diễn Châu và sau khi sắp xếp thì tổ chức triển khai lấy mẫu tại huyện này luôn. Để thực hiện nhiệm vụ, ngành y tế Nghệ An đã điều động 131 cán bộ nhân viên y tế cùng các trang thiết bị vật tư cần thiết để phục vụ công tác lấy mẫu với phương châm thần tốc, kịp thời và chính xác để sớm khoanh vùng dập dịch. Cho đến hơn 7 giờ sáng nay 17 tháng 6, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc lấy mẫu cho tất cả các trường hợp để xét nghiệm. Thần tốc làm sao điều tra các cái trường hợp F1 để truy vết ngay trong đêm nay, thì chúng ta phải là truy vết được tất cả các cái trường hợp F1 và cách đi tất cả các trường hợp F1 cũng như là lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các cái trường hợp F1 rồi tiêu trùng khử độc những cái vị trí nhạy cảm, chẳng hạn những cái nơi mà di chuyển của bệnh nhân, nơi sinh sống di chuyển của bệnh nhân cũng như các cái vị trí công cộng. Và tiếp tục chúng ta phải khoanh vùng rộng hơn ở các cái trường hợp F2 trong những cái trong để chúng ta lường trước được đối với những trường hợp mà F1 có thể trở thành F0 chẳng hạn thì chúng ta tiếp tục là truy vết. Tại thời điểm hiện nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Nghệ An đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Diễn Châu và thành phố Vinh theo chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày hôm nay 17 tháng 6 cho đến khi có quyết định mới. Thưa quý vị, chính phủ đã có cơ chế mở để địa phương doanh nghiệp chủ động tiếp cận mua nhập vaccine để sớm tiêm cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo một số địa phương cho biết họ gặp khó khăn về nguồn cung và cơ chế triển khai. Lãnh đạo Đà Nẵng cho biết hiện nay để tiếp cận đàm phán được nguồn vaccine thường phải ở cấp chính phủ. Các doanh nghiệp và địa phương rất khó đàm phán trực tiếp mà phải thông qua kênh thứ ba. Trong khi đó, mong muốn của địa phương là nguồn vaccine chính thống, rõ ràng về nguồn gốc, giá, cơ chế vận chuyển, bảo quản đáp ứng yêu cầu, cơ chế tiêm đảm bảo an toàn, nhanh chóng. Đại diện tỉnh Vĩnh Phúc thì cho biết, địa phương đã chuẩn bị ngân sách và các nguồn lực cần thiết để mua vaccine. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là tất cả các địa phương, doanh nghiệp muốn nhập vaccine đều phải thông qua 36 đơn vị đã được Bộ Y tế cấp phép. Hơn nữa, vaccine là hàng hóa đặc thù, lại được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp, nên cần Bộ Y tế kiểm định chất lượng. Vì vậy, các địa phương đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần có văn bản giao quyền rõ ràng, cụ thể để tạo điều kiện cho các địa phương xúc tiến mua vaccine. Các địa phương cũng cần được giao trách nhiệm để chủ động nguồn mua. Bộ Y tế sẽ cùng tham gia vì đây là sản phẩm liên quan đến sức khỏe người dân, tránh tình trạng các địa phương mua phải vaccine giả. Như vậy sẽ tạo thuận lợi cho các địa phương mua nhập vaccine bởi nhiều doanh nghiệp địa phương có mối quan hệ với các đối tác nước ngoài.